Ok, chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách để các bạn có thể tạo được cái tài khoản BB Cloud, cái tài khoản Free Trial nhé. Ok, thì như các bạn cũng đã biết thì khi các bạn sử dụng cái ứng dụng BB Cloud đấy, thì nếu tài khoản mới thì các bạn sẽ được sử dụng một cái tài khoản Trial. Thì hình như là bây giờ là Trial 2 giờ đấy các bạn. Nghĩa là các bạn sẽ có một cái tài khoản 2 giờ dùng thử. Thì BB Cloud này thì như đợt trước theo mình test thì cái ứng dụng này không có cái giới hạn đăng nhập nhé. Nghĩa là các bạn hình như là có thể đăng nhập được nhiều cái Gmail cũng được. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là khi các bạn sử dụng cái gói dùng thử đấy, dùng thử miễn phí đấy, gói trial đấy. Khi các bạn sử dụng ở cái app này xong thì cho dù các bạn có đổi cả 100 cái app khác thì vẫn không thể đăng ký được cái trial nha các bạn. Không thể đăng ký được cái gói dùng thử đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái cách này nhé. Thì trước tiên là các bạn sẽ tải cho mình một cái ứng dụng nhân bản, thì mình sẽ sử dụng cái ứng dụng là Clone App nhé, Clone App Pro này. Ok, thì mình sẽ vào cái ứng dụng Clone App Pro nhé. Thì mình sẽ thêm cái ứng dụng là BB Cloud thôi. Thì cái BB Cloud, cái tên của nó là điện thoại đám mây BB, nên là sẽ tìm ở mục dấu thăng nhé, tại vì nó là có dấu. Các bạn nhìn ở bên phải của cái ứng dụng Clone App này, nó có cái đánh dấu là ABCD, đánh dấu cái thứ tự bảng chữ cái đấy. Thì các bạn cứ chọn vào dấu thăng ở bên dưới cuối cùng nhé, tại vì nó là cái có dấu mà. Ok, mình sẽ thêm cái BB Cloud này và mình sẽ bắt đầu cái máy ảo nhé. BB Cloud. Ok, cấp quyền cho Clone App thôi. Ở đây thì có cái sử dụng miễn phí này, các bạn bấm vào luôn. Thì nó sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập cái tài khoản vào. Đây thì có rất là nhiều cái hình thức đăng nhập đấy. Thì các bạn có thể bấm vào cái phần là cái email màu xanh lá cây đây, xanh nước biển, à cái email màu xanh đây, xanh gì nhỉ, xanh đây là xanh lục à, phải biết xanh gì. Cái ở phần giữa đây có cái hòm thư đấy các bạn bấm vào này và bấm vào cái phần đi để đăng ký. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái phần là nhập địa chỉ email, thì các bạn có thể vào cái nhóm Discord của mình nhé. Các bạn sẽ vào kênh là gọi bot này, các bạn có thể nhập cái lệnh là mail clone. Các bạn nhập cái lệnh mail clone này nhé. Thì bot sẽ gửi cho mình một cái mail ảo, thì mình truy cập vào cái tin nhắn riêng với con bot thôi. Và mình copy cái email này lại. Ok, mình đã sao chép rồi. Thì mình sẽ quay lại cái ứng dụng BB Cloud và mình nhập vào. Các bạn nhớ xóa những cái gạch gạch này nhé. Và các bạn sẽ bấm gửi này. Ok, các bạn sẽ quay lại cái hòm thư thôi. Thì ở bên dưới đây có một cái phần là kiểm tra tin nhắn mới nhất trong hòm thư và gõ cái lệnh này thì mình sẽ dán vào thôi. Hòm thư mới nhất mà. Rồi mình sẽ gửi đi nhé. Ok, thì nó sẽ có một cái tin nhắn các thứ ở đây. Đây thì các bạn để ý ở bên dưới thôi là cái code là 39110 này. Mình sẽ nhập vào thôi. Mật khẩu thì các bạn đặt tùy. Ok, vậy là mình đã đăng ký thành công cái tài khoản BB Cloud nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ bấm vào phần miễn phí 2 giờ chơi thôi. Thì có cái chữ mini, cái mục mini này, mình bấm thì nó hết gói rồi. Thì các bạn để ý bên cạnh đấy thì có những cái gói Plus này, gói Pro này, các bạn nhấn sang đấy. Thì đấy thì mình đã đăng ký được nha các bạn. Đây thì vậy là mình sẽ đăng ký một cái gói 2 giờ rồi. Ok, thì mình cũng đã tạo được một cái máy ảo rồi nha các bạn. Đây thì mình sẽ vào mình nghịch nghịch thôi. Thì ok, cái ứng dụng này cũng đã có sẵn những cái game như là Roblox này. Đây Roblox này, thì nhiều bạn thì sử dụng những cái Cloud Phone này, chắc là cũng chỉ để treo hack Roblox hoặc là những cái tựa game khác, tựa game dòng Ragnarok đấy.
Còn hầu như là chủ yếu các bạn chơi Roblox thôi, thì mình cũng sẽ vào cái cài đặt nhé. Mình sẽ vào cái bộ nhớ này, mình kiểm tra thì nó có khoảng là 66 GB đấy, cũng khá là nhiều đấy các bạn. Cũng khá là nhiều đấy. Ok. Tắt cái clone này đi. Và các bạn thêm một cái BB Cloud khác nhé. Đây các bạn sẽ thêm một cái BB Cloud khác. Ok, mình thêm nhầm. Đây các bạn sẽ thêm một cái BB Cloud khác này. Ok, thì sau khi thêm xong, các bạn sẽ giữ vào cái icon app nhé. Và các bạn sẽ bấm vào cái phần quản lý này. Cái này là đối với những cái app tiếp theo các bạn thêm vào. Ở bên dưới thì có phần là quyền riêng tư của thiết bị đấy. Bạn sẽ bấm vào nhé. Thì ở đây thì các bạn có thể thay đổi được những cái mẫu điện thoại đấy. Thì các bạn sẽ thay đổi cái mẫu máy cho mình nhé. Ở đây thì có rất là nhiều cái mẫu máy luôn, tùy cho các bạn có thể thay đổi được. Thì mình cũng không rõ là cái BB Cloud họ sẽ kiểm tra theo cái gì, nhưng mà hình như đổi mẫu máy thì các bạn có thể lập được trial đấy. Ok, thì mình sẽ chọn một cái mẫu máy thôi và mình sẽ khởi động ứng dụng nhé. Và các bạn sẽ tiếp tục đăng ký nhé các bạn. Đây mình cũng sẽ thử đăng ký một cái mới nhé. Đây, và đăng ký bằng cái hòm thư này. Mình sẽ quay lại cái này. Ở trước đó thì mình cũng đã tạo một cái thư. Cái này là để mình test một cái giao diện thư mới nhé, để cho các bạn có thể dễ sử dụng và nhìn nó thuận mắt hơn đấy. Mình sẽ bấm gửi này. Sau đó thì mình quay lại hòm thư và mình copy thôi để kiểm tra tin nhắn mới nhất đấy, copy cái lệnh là mail clone. Trong kênh thì trong cái kênh Discord đấy thì có nhiều bạn hay bị cái lỗi là các bạn gửi nguyên luôn cái tin nhắn này thì nó cũng sẽ gặp lỗi đấy các bạn. Các bạn nhớ xóa cái gạch này đi nhé. Ok, thì mình sẽ lấy cái mã mình nhập vào là 18694 này. Nhập mật khẩu thôi. Đây thì gói Plus này lại là có một cái gói dùng thử miễn phí này, lại mua thôi. Ok, thì mình cũng đã đăng ký thành công rồi nhé. Đây, và hai cái luôn nhé các bạn. Thì cái này cũng khá là hay đấy. Đây, mình có hai cái điện thoại đám mây luôn. Với cái cách này thì các bạn có thể sử dụng được gọi là vô số luôn nhé các bạn. Đấy thì ok, thì cái video hướng dẫn của mình thì cũng chỉ đến vậy thôi. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký, giúp mình có thêm động lực làm thêm những video tiếp theo hay nữa nhé. Ok, chào mừng các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.